Xin chào quý vị và các bạn, rất vui cả nhà đã xem và ủng hộ cho kênh của Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay em xin chia sẻ một món bánh mà khi cả nhà thưởng thức nó là cả một bầu trời ký ức tuổi thơ ập tới. Đó là món bánh bao chỉ. Mời mọi người vào bếp làm cùng em ha. Phần nhân gồm có 100g dừa khô. Mình sử dụng dừa này nè. Đó, dừa này nè, coconut flesh sweeter. Có đường nha. Này chút có đường chút xíu. 200g đậu phộng đã rang chín và đập nhuyễn vậy. Nhưng mà không có nhuyễn lắm, nó hơi hột hột cho nó ngon. Một trăm bốn mươi gram đường vàng, 60g mè. Mè mình đã rang rồi, mình đã hơi đập dập chút, xay cho hơi dập chút, một chút xíu dầu ăn. Với này là 5 muỗng ăn cơm nước cộng với 3 muỗng ăn cơm bột năng. Cái này có tác dụng nó kết dính lại thôi. Bạn cho tất cả nguyên liệu vào cái tô ha. Cho dừa nè, đường nè, đậu phộng nè, mè. Rồi, trộn đều lên. Cho tất cả vô cái tô, trộn đều lên ha. Đó, sau đó mình đổ cái nước bột năng nè. Bột năng này đã đang chín nha. Nó đổ vô, đổ hết vô luôn. Trộn đều lên. Rồi mang vô bếp sấy nha. Kêu là mang vô bếp mình xào nhân. Sau khi trộn đều lên á, mình bắt bếp rồi mình xào sơ thôi, để cho cái đường á với lại cái bột năng nó dính vô nhau rồi cái đường nó tan. Rồi sau đó mình vo viên ha. Mình bỏ tất cả hỗn hợp vô chảo ha, mình đảo, mình xên cho nó tan đường nè. Nó tan đường với lại nó hòa quyện vô nhau xíu. Tan đường với lại cái bột năng á nó dính vô. Đó, mình xên khoảng chừng 5 phút nha. 5 phút, 5 tới 7 phút. Đừng có khô quá, vừa vừa được rồi. Trong vòng 5 phút là thấy ok. Xên cho nó thơm, dậy mùi thơm mà để được lâu nữa. Mình bắt cái chảo lên cho một muỗng ăn cơm vào ăn, sau đó mình trút hết những cái hỗn hợp trong cái tô này, trút hết xuống cái chảo. Nhưng mà nhớ mở lửa trung bình thôi nha, mở lửa trung bình thôi, đừng có bự quá, nó sẽ bị khét, cái đường nó dễ bị khét lắm, cho nên mở lửa trung bình thôi. Xong rồi xê nó lên trên cái chảo. Sau 5 phút xào nhân, bắt xuống, rồi mình viên tròn như thế này nè, nhỏ nhỏ vừa ăn thôi, thấy không? Đó, dễ thương không? Mình viên chừng 24 viên, rồi mình lấy cái phút ráp mình ráp lại rồi để nó qua một bên ha. Trong chảo này là bột năng, một chén bột năng mình xào cho nó chín, mình xào khô cho nó chín.
lúc mà nó chưa chín á thì nó vón cục như thế này nè, nó cục 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 như thế này, nhưng mình xào khoảng chừng 5-7 phút thì nó rời ra, nó mịn lắm, nó rời ra, nó không có vón cục nữa là được nha. Cái này mình dùng để mình làm bộ áo ở ngoài á, mình xào như cho nó chín cho nó yên tâm, nó không có bị đau bụng. Phần vỏ bánh gồm có một bịch bột nếp 16 oz, 40g bột bắp, một lon nước cốt dừa, 220ml sữa tươi không đường, 60g đường cát trắng, 3 muỗng ăn cơm dầu ăn, một chén bột năng đã rang chín làm vỏ áo để áo ngoài bánh. Đây là tinh dầu lá dứa, tại mình không có lá dứa tươi á, nếu mà có lá dứa tươi thì nó ngon hơn, nhưng mà mình không có thì mình dùng tinh dầu lá dứa để tạo màu cho đẹp với thơm. Này cái này màu xanh da trời, con mình nó thích màu xanh da trời cho nên mình cho một chút xíu. Cái này là gel color á, ở Walmart bán nhiều lắm, để dùng mình làm màu cho bánh kem đó. Cho cái này vô đó, đây là một cái tô, một cái thố để trộn tất cả vô một cái tô. Sau khi mình bỏ tất cả những nguyên liệu là bột nếp nè, bột bắp, nước cốt dừa, sữa tươi, đường cát đó, bỏ hết tất cả vô xong rồi trộn đều lên ha, trộn đều lên, nhưng mà lưu ý là cho nước dừa với sữa tươi trước rồi hẳn bỏ bột vô ha, thì nó dễ hơn, dễ dàng cho mình hơn. Rồi sau đó mình lọc cái bột qua một cái rây giống vậy nè. Đó, mình lọc bột qua một cái rây để cho bột nó mịn. Mà khi các bạn thấy bột như thế này là ok nha. Đó, bột nó phải chảy như vậy nè là được. Thấy không? Nó phải như vậy thì được. Nếu mà trong quá trình mà quậy bột á, nó thấy nó hơi đặc một chút xíu thì có thể cho một muỗng ăn cơm nè, sữa tươi hay là nước gì cũng được, một muỗng ăn cơm cho từ từ để cho nó lỏng như vậy thì ok nha. Sau đó chuẩn bị ba cái thố nè, cái mình quét dầu chung quanh cái bột đó, mình chia làm ba phần quét dầu chung quanh, một màu xanh, một màu trắng với lại một màu xanh lá dứa, một xanh da trời với màu trắng, mình lấy dầu đó, mình quét đó. Quét để chút nữa mình trút cái bột ra nó dễ ha. Đây ba tô màu mình đã trộn đây, màu xanh da trời, màu xanh lá cây và màu trắng. Màu xanh lá cây mình cho hơi quá tay chút cho nên nó đậm quá, nhưng chắc không sao. Giờ mình mang đi hấp ha. Trong nồi đã sôi rồi nha. Rồi bạn mở nắp ra bỏ ba cái thố bột vô hấp nha. Có chuyện phẩm nha, nóng lắm. Đó, bỏ vô hấp. Sau 15 phút á, các bạn mở nắp ra ha, rồi cho nó ra ngoài, rồi mình cho dầu ăn vô. Sau khi lấy ra khỏi nồi á, bạn cho khoảng chừng một muỗng canh dầu ăn vô ha, cho vô mỗi tô muỗng canh dầu ăn. Rồi xong rồi trộn nó lên ha. Đảo nó lên. Phần dưới là nó chưa có chín đâu nha. Cái này bột nó chưa có trong lắm. Chưa chín đâu. Rồi, đảo lên. Mình được đảo từng cái lên nha. Rồi đem vô nồi hấp, hấp tiếp 5 phút nữa. Đó, bạn trộn như vậy đó, xong rồi mình hấp 5 phút nữa là xong.
là tổng cộng khoảng 20 phút nha. Tô bột sau khi lấy ra thì nó trong như thế này đây nè, thấy nó trong không? Nó trong vậy là bột chín nè, thấy không? Nhưng mà vừa còn nóng kinh khủng luôn á. Giờ mình nặn hình ha. Đầu tiên mình lấy, mình bọc thực phẩm, mình trải ra bàn, xong mình quét một chút xíu vô ăn vô. Xong rồi mình chút cái bột này ra cái tô ha. Chút cái tô bột này ra đây. Nhào sơ nó lại chút. Nó cuốn nó lại. Nó cuốn nó lại thành cục dài như thế này. Để nó vào đây. Tiếp tục cái cục thứ hai cũng y chang vậy, bỏ cái lớp màng bọc thực phẩm, xong rồi nhồi sơ nó lại, xong rồi lấy cái bịch ráp nó lại, đó. Xong rồi đè nó ra. Oh no boss, lên bàn làm gì, lấy nó ra một chút cắt cho nó dễ. Rồi xong mình dùng cái kéo mình cắt nha. Cắt cái cục này lần 4 nè. Này là bảo đảm là không có dính tay, là lý do cái găng tay của mình nó thoa dầu rồi. Cắt như vậy xong rồi rột ra từ từ nó cũng không bị khô bột nữa. Xong rồi bà lấy một cái này bỏ ra. Wow. Oh no baby no. No không nghe. No. Nè. Đó. Dè nó ra cho nó tròn, xong rồi bỏ một cái viên nhân vô, túm lại. Đẹp chưa? Oh no baby no, không nghịch bột của mày no baby. Rồi nhúng vô. Bỏ vô đây. Rồi. Xong rồi tiếp tục. Dẹp nó ra, đè dẹp nó ra. Dễ lắm. Nó khó. Oh no Huy. Oh. Ôi nè, tèm lém luôn á. Dơ quá. Dạ. Bỏ vô. Bộ. Mình bỏ vô cái này. Rồi.
Đẹp quá hả? Tốt. Đây, bánh của mình sau khi đã làm xong đây. Đó. Đẹp ha. À, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng nè. Màu đó đi cô Hai ơi. Đi gì à? Cái ảnh kìa. Ăn miếng nó được rồi. Bỏ cái mới kia tôi lại bỏ quá. Cái gì? Em ơi, em ăn nhiều quá em ơi. Sorry đời ơi. Anh nhớ cái này mua thì clean lắm. Nè. Mọi người nghĩ cái này mua sẽ clean được á. Đây, đây mình bạn ăn nữa rồi. Dính đầy bột rồi. Mùi chèo đi quá. Thôi rồi. Cái này không muốn ăn luôn. Thôi. Cái video mình dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt. Nếu mà thích cái video này thì nhớ like and subscribe. Like and subscribe. Subscribe chứ phải supply hả? Ok. Rồi bấm cái chuông nữa. Bấm cái chuông để khi nào mình có cái video mới mình sẽ post lên, phải không? Rồi, bye bye, chào tạm biệt. Bye bye.